Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Trong bài giảng hôm nay, Thầy sẽ hướng dẫn các em môn địa lý lớp 8 bài số 4. Trong lúc xem bài giảng của Thầy Liêm, nếu các em thấy quảng cáo, các em xem hết quảng cáo giúp lại Thầy Liêm để Thầy có thêm kinh phí làm nhiều bài giảng cho các em xem. Giờ mình sẽ qua bài giảng hôm nay, bài số 4. Mình sẽ thực hành về phân tích hoàn lưu gió mùa ở châu Á. Trước hết mình sẽ phân tích hướng gió về mùa đông. Giờ ở đây là mình có hình 4.1 là lật đổ phân bố khí áp và các hướng gió chính về mùa đông, có nghĩa là tháng 1 ở khu vực khí hậu gió mùa châu Á. Như vậy đây là mà vàng lợt này chính là các vùng áp thấp, vùng có áp thấp xích đạo Australia, áp thấp Aleus và Aselene. Còn màu hồng chính là các vùng áp cao, đúng không? Đây là các đường đẳng áp, hướng gió chính, các mũi tên màu xanh chính là các hướng gió chính vào mùa đông. Như vậy mình thấy hướng gió khởi từ đâu? Như vậy ở mình thấy ở vùng Bắc Á thì hướng gió là chính là tây bắc khởi xuống, đúng không? Còn ở đây là hướng bắc khởi thẳng xuống, và phía dưới đây chính là hướng gió đông bắc khởi xuống, đúng không? Giờ mình sẽ trả lời các câu hỏi. Dựa vào hình 4.1, em hãy xác định và đọc tên các trung tâm áp thấp và áp cao. Như vậy là mình xác định các trung tâm áp, mình có các áp thấp gồm có xích đạo Australia, đúng không? Áp thấp Aleus, áp thấp Aselene. Còn áp cao thì mình có áp cao Sipir, đúng không? Và áp cao Nam Đại Tây Dương, đúng không? Và Nam Ấn Độ Dương. Đúng không? Giờ sau đó xác định các hướng gió chính theo từng khu vực về mùa đông và ghi vào bài học theo bảng dưới đây. Như vậy mình sẽ ghi vào cái bảng này nha. Như vậy là hướng gió mùa đông của Đông Á là hướng nào mình ghi vào? Hướng gió mùa đông của Đông Nam Á là hướng nào ghi vào? Và hướng gió mùa đông của Nam Á là hướng nào mình ghi vào nha. Giờ thầy sẽ trả lời cái bảng 4.1 nha. Giờ thầy sẽ trả lời cái bảng 4.1. Như vậy là mình thấy là hướng gió mùa đông ở vùng Đông Á có nghĩa là hướng Tây Bắc, đúng không? Vùng Đông Á sẽ là hướng Tây Bắc nha. Còn hướng gió mùa đông của Đông Nam Á sẽ là Bắc hoặc là Đông Bắc. Còn ở Nam Á thì chính là Đông Bắc, đúng không? Giờ tiếp theo phần 2 nhỏ. Phân tích hướng gió về mùa hè, có nghĩa là mùa hè nha. Như là cái bảng này nó sẽ khác. Các chú giải thì giống như ở trên. Nhưng mà cái vùng áp thấp và vùng áp cao nó sẽ khác đi, đúng không? Mà vàng này cũng là vùng áp thấp. Màu hồng này chính là vùng áp cao. Các hướng gió chính và mùa hè là các mũi tên màu đỏ nha. Mình thấy là gồm có đông, đông nam, hướng nam và tây nam, đúng không này? Mình sẽ có là Nam Ấn Độ Dương và Nam Đại Tây Dương và Nam Ấn Độ Dương, Australia, đúng không này? Và gồm có áp thấp Iran nữa nè, áp cao Hawaii. Đây là lực độ, đúng không? Giờ mình sẽ trả lời câu hỏi tiếp theo. Dựa vào hình 4.2, em hãy xác định các trung tâm áp thấp và áp cao. Sau đó mình xác định các hướng gió chính theo từng khu vực và mùa hè và ghi vào vở bài tập theo bảng 4.1. Như vậy mình sẽ có cái áp vùng áp thấp gồm có áp thấp Iran, đúng không? Đây áp thấp Iran. Áp cao thì mình có áp cao Nam Đại Tây Dương, Nam Ấn Độ Dương và áp cao Australia, áp cao Hawaii, đúng không? Giờ mình kể về cái vùng áp thấp và vùng áp cao. Rồi sau đó cái hướng gió thì mình có là hướng gió đông khu vực Đông Á thì chính là hướng Đông Nam. Khu vực Đông Nam Á thì sẽ là hướng Tây Nam hoặc là hướng Nam. Còn khu vực Nam Á thì gồm có hướng Tây Nam thôi, đúng không?
Rồi như vậy mình xong trả lời xong câu hỏi, mình sẽ qua tiếp phần tổng kết. Các em ghi những kiến thức đã biết qua các phân tích ở trên và học theo mẫu bảng dưới đây. Như vậy là người ta cho mình một cái bảng mùa gồm có mùa đông, mùa hạ. Các khu vực gồm có Đông Á, Đông Nam Á và Nam Á. Hướng gió chính của các khu vực mình ghi về ha. Ghi về. Từ áp cao đến áp thấp ghi về. Giờ thầy sẽ trả lời cái bảng này nha. Như vậy là khu vực Đông Á hướng gió chính là Tây Bắc. Hỏi từ áp cao CB đến áp thấp Aleut. Khu vực Đông Nam Á và mùa đông, khu vực Đông Nam Á thì sẽ hướng gió chính là hướng Bắc hoặc là hướng Đông Bắc. Hỏi từ áp cao CB đến áp thấp xích đạo Australia. Và mùa đông ở Đông Nam Á thì hướng gió chính là hướng Đông Bắc. Hỏi từ áp cao CB đến áp thấp xích đạo. Còn về mùa hè ở khu vực Đông Á thì hướng gió chính là hướng Đông Nam. Hỏi từ áp cao Hawaii đến áp thấp Iran. Mùa hè Đông Nam Á hướng gió chính là hướng Tây Nam và hướng Nam. Hỏi từ áp cao Australia, Nam Ấn Độ Dương đến áp thấp Iran. Mùa hè Nam Á hướng gió chính là hướng Tây Nam. Hỏi từ áp cao Nam Ấn Độ Dương đến áp thấp Iran nha. Giờ như vậy mình xong bài giảng hôm nay. Bài giảng hôm nay cũng đơn giản đúng không? Giờ như vậy là thầy hướng dẫn các em xong bài giảng hôm nay. Nếu các em thấy thầy giảng dễ hiểu bấm nút thích, chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và em nào chưa đăng ký kênh thầy Linh bấm đăng ký bấm chuông để xem những bài giảng mới nhất của thầy Linh. Thầy chúc các em học tốt, tạm biệt các em nha.